tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 8, bão Debbie đã tràn vào vùng duyên hải vịnh Mexico thuộc bang Florida, Mỹ, nguy cơ gây lượng mưa lớn lịch sử và ngập úng nghiêm trọng khi bão tiếp tục mạnh lên. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cảnh báo một số điều kiện nguy hiểm đến tính mạng như nước biển dâng tới 3 mét tại một số khu vực. Khi bão di chuyển chậm ở phía Bắc trong tuần này, bão có thể gây lượng mưa lịch sử từ 250 đến 500mm và gây ngập úng nghiêm trọng cho các bang Georgia và South Carolina. Để chuẩn bị ứng phó với bão, Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis huy động 3.000 thành viên lực lượng vệ binh quốc gia và ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại nhiều hạt và thành phố của bang. Chính quyền bang Florida cũng ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với người dân tại nhiều hạt Citrus, Dixie, Franklin, Levy và Wakala ở vùng duyên hải vịnh Mexico. Hơn 17.000 thợ điện cũng sẵn sàng túc trực để đảm bảo nguồn cấp điện. Tương tự, thống đốc của các bang Georgia và South Carolina cũng ban bố tình trạng khẩn cấp trước khi bão đổ bộ. Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, các điều kiện môi trường dự kiến trở nên thuận lợi hơn cho sự phát triển của áp thấp nhiệt đới vào cuối tuần này khi áp thấp di chuyển qua phía tây biển Caribe hoặc phía nam vịnh Mexico. Áp thấp nhiệt đới mới hình thành trong bối cảnh bão số 4 Debbie đang tiếp tục tấn công vùng đông nam của nước Mỹ, gây mưa lớn và gió mạnh. Nếu áp thấp nhiệt đới này có sức gió đạt trên 60 km/h, sẽ trở thành bão nhiệt đới số 5 của mùa bão tại Đại Tây Dương năm 2024. Cơn bão số 5 sẽ có tên là Ernesto. Tin bão mới nhất của USA Today cho hay, hiện vẫn còn quá sớm để xác định xem áp thấp nhiệt đới này có tác động trực tiếp đến Mỹ hay không. Các nhà dự báo bão kêu gọi cư dân tiếp tục theo dõi các cảnh báo thời tiết và luôn sẵn sàng ứng phó với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt do áp thấp nhiệt đới và bão gây ra, nhất là trong bối cảnh mùa bão 2024 dự kiến rất dữ dội ở Đại Tây Dương. Sau vài tuần tĩnh lặng trong tháng 7, những cơn bão mới đã hình thành trong tháng 8. Tháng 8 thường được coi là thời điểm sống dậy của các cơn bão nhiệt đới và bão cuồng phong ở Đại Tây Dương. Chuyên gia về bão Alex De Silva của AccuWeather nhấn mạnh, chúng ta đang tiến gần đến thời điểm tháng 8 với xu hướng nhiều áp thấp hình thành và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão và thậm chí là bão cuồng phong trong điều kiện thích hợp. Theo weather.com, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 thường được coi là thời điểm đỉnh điểm của mùa bão tại Đại Tây Dương. Điều này là do nhiệt độ nước biển thường nóng nhất, gió đứt ở mức thấp nhất và độ ẩm tăng lên trên toàn lưu vực trong thời điểm này. Tất cả các yếu tố trên đều góp phần vào quá trình hình thành bão. Trong dự báo mùa bão 2024, các chuyên gia thời tiết dự kiến có tới 25 cơn bão được đặt tên. Đây là số lượng bão nhiều nhất mà Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA từng dự đoán trong bản dự báo bão đầu mùa. Theo Giám đốc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ Rick Spinrad, mùa bão Đại Tây Dương đang diễn tiến khác thường với 85% khả năng có một mùa bão trên mức trung bình. Ông Rick Spinrad nhấn mạnh, dự báo này là dự báo cao nhất mà Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ từng nêu trong triển vọng tháng 5. Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thử thách mới trước những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt cực đoan và dữ dội hơn. Vào lúc 3 giờ 44 phút rạng sáng ngày 19 tháng 6, Tang Kaili, một chủ cửa hàng đồ gia dụng tại thành phố Quế Lâm, miền Nam Trung Quốc, vẫn đang say giấc nồng thì một tin nhắn thông báo từ chính quyền thành phố xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tin nhắn cảnh báo một hồ chứa nước ở thượng nguồn sẽ bắt đầu xả lũ vào lúc 5 giờ và yêu cầu người dân di dời. Tang đã không để ý và ngủ quên mất. Trong suốt một tuần, trời đổ mưa như chút tại Quế Lâm, một thành phố du lịch ở khu vực tự trị của dân tộc Choang ở Quảng Tây Trung Quốc, vốn nổi tiếng với những hồ nước yên tĩnh thơ mộng, những dòng sông uốn lượn quanh co và hệ thống hang động phong phú. Một số hồ chứa nước đã buộc phải xả lũ vì không còn khả năng chứa được lượng nước lớn rơi xuống từ những cơn mưa xối xả. Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ rằng đợt xả lũ gần nhất lại là giọt nước tràn ly gây nên trận lũ lụt nghiêm trọng nhất tại Quế Lâm trong gần 30 thập kỷ trở lại đây. Đến 8 giờ 50 phút ngày 19 tháng 6, Tang nhận được cuộc điện thoại từ người quản lý khu dân cư cô sinh sống. Thông báo mực nước đang dâng cao nhanh chóng, Tang vội vã chạy ra ngoài thì phát hiện nước đã ngập đến đầu gối. Cô quyết định lội qua các con phố để tới cửa hàng lấy đồ đạc, hàng hóa. Khi đến nơi, cửa hàng của cô đã chìm sâu trong biển nước. Tang buồn bã nói, người quản lý nói tôi buộc phải sơ tán ngay lập tức vì nước dâng lên quá nhanh.
Khi tôi quay lại vào ngày hôm sau, cửa hàng tuyệt đẹp của tôi đã trở thành một đống bùn. Tôi đã đầu tư 1 triệu nhân dân tệ, khoảng 138.000 đô la Mỹ vào cửa hàng, và giờ thì đã mất hết rồi, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Quế Lâm không phải là thành phố duy nhất của Trung Quốc phải hứng chịu tình trạng thời tiết khắc nghiệt của mùa hè năm 2024. Một khu vực rộng lớn của Trung Quốc gồm 12 tỉnh kéo dài từ phía Nam đến Đông Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn và lũ lụt. Trong khi đó, 4 tỉnh khác, Hà Bắc ở phía Bắc, miền Trung Sơn Tây và Hà Nam, miền Đông Sơn Đông lại bị thiêu đốt bởi nạn hạn hán. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nước này vừa trải qua tháng 7 nóng nhất và là tháng nóng nhất kể từ năm 1961 khi khu tự trị Tân Cương ở phía Tây, thành phố Hàng Châu ở phía Đông và các thành phố Phúc Châu và Nam Xương ở phía Nam thường xuyên ở trong tình trạng thời tiết oi bức kéo dài hơn 20 ngày với nhiệt độ trên 35 độ C. Hiện chính phủ Trung Quốc vẫn chưa công bố tổng số người thiệt mạng do các đợt thời tiết khắc nghiệt, nhưng đã có 30 người thiệt mạng và 35 người khác được báo cáo mất tích kể từ khi cơn bão Gemi đổ bộ và càn quét tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc vào cuối tháng 7. Trước bão Gemi, hơn 20 trận lũ lụt đã diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc kể từ tháng 4, gây thương vong và thiệt hại lớn kéo dài từ tỉnh Quảng Đông ở phía Nam, Trùng Khánh ở phía Tây Nam cho đến tận Hồ Nam. Thời tiết khắc nghiệt đã tác động đến cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm triệu người và gây thiệt hại lên tới hàng tỷ nhân dân tệ. Trung Quốc cũng chứng kiến vụ thu hoạch lúa đầu mùa giảm do lũ lụt ở các vựa lúa của cả nước là Giang Tây và Hồ Nam, gia tăng áp lực lên sản lượng hàng năm, đặc biệt là vào thời điểm Bắc Kinh đang nỗ lực để tăng cường an ninh lương thực. Mặc dù Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với thiên tai, từ việc đưa ra cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, huy động quân đội, lực lượng thực thi pháp luật, nhân viên y tế và tình nguyện viên tham gia cứu hộ, cứu trợ. Nhưng quốc gia Đông Bắc Á này đang phải đối mặt với một loạt thử thách mới trước những đợt thời tiết khắc nghiệt đột ngột và dữ dội hơn. Trong một báo cáo được công bố ngày 4 tháng 7, Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, kể từ đầu thế kỷ 21, những ngày nắng nóng khắc nghiệt ở Trung Quốc đã gia tăng đáng kể và các trận mưa lớn cũng vậy. Trung Quốc đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ trung bình hàng năm của Trung Quốc đạt mức cao nhất vào năm 2023 kể từ khi số liệu này được ghi chép vào năm 1901. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng nhanh chóng. Theo báo cáo, ở các khu vực ven biển, mức nước biển trung bình đang dâng cao nhanh hơn và các sông băng ở các khu vực phía Tây đang tan chảy với tốc độ chóng mặt. Jonan Lee Kwan Kit, công tác tại Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông và là thành viên của Hiệp hội Khí tượng Hồng Kông cho biết, nguyên nhân chính là do lượng khí thải nhà kính đang tăng lên. Chuyên gia này phân tích, miền Nam Trung Quốc thường có lượng mưa lớn vào mùa hè như một phần của mùa gió mùa, nhưng cường độ mưa có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, vì thế mà trở nên nghiêm trọng hơn. Thời tiết khắc nghiệt cũng đang tác động sâu sắc đến các hoạt động kinh tế của Trung Quốc. Theo chuyên gia Jonan Lee Kwan Kit, các cơn bão đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành vận tải biển, lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên hơn với cường độ lớn hơn, đã gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp của Trung Quốc và giải pháp cấp bách nhất là giảm lượng khí thải carbon. Trung Quốc đang là quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Vào tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết đất nước này sẽ kiểm soát chặt chẽ các dự án phát điện chạy bằng than đạt mức tiêu thụ cao nhất vào năm 2025 và bắt đầu loại bỏ dần vào năm 2026. Đây là một phần trong mục tiêu quốc gia nhằm đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060. Nhưng những mục tiêu này đang có nguy cơ đi chệch hướng khi số lượng các nhà máy điện chạy bằng than mới được phê duyệt đã tăng gấp 4 lần trong năm 2022 và 2023 so với 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, sự gia tăng đột biến này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Ông Saurabh Gupta, chuyên gia chính sách cấp cao của Viện Nghiên cứu Trung Quốc-Mỹ tại Washington cho biết, do Trung Quốc đóng vai trò trung tâm trong các chuỗi sản xuất trên toàn cầu, nên những gì xảy ra ở Trung Quốc rõ ràng không chỉ giới hạn ở phạm vi trong nước. Những cú sốc sẽ lan rộng ra toàn cầu.
Theo ông Gupta, giải pháp lâu dài là Trung Quốc phải nâng cao chuỗi giá trị trong nước. Theo vị chuyên gia này, Bắc Kinh cần cắt giảm lượng khí thải carbon trong sản xuất và xuất khẩu, nâng cao năng lực sản xuất năng lượng xanh, tiết kiệm chi phí và các dịch vụ liên quan. Ma Jun, Giám đốc Viện các vấn đề công cộng và môi trường, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Bắc Kinh cho rằng, luật kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc nên đưa ra các tiêu chuẩn cao hơn cho các cơ sở chống lũ và mở rộng ứng dụng công nghệ trong dự báo thời tiết khắc nghiệt, cảnh báo trước và quản lý kỹ thuật số các chắn đập các khu vực chứa lũ. Lần sửa đổi cuối cùng của luật có hiệu lực vào năm 2016. Đầu tháng 7, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã tổ chức một hội thảo lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia về các lần sửa đổi tiếp theo đối với luật, nhằm giải quyết các vấn đề mới và cũ trong việc chống thiên tai. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!